Đây, ông già được 100 cà gam nha các bạn. Ông già này là để mai mình ngâm rượu. Còn cái nhộng kia mình với thằng cháu rồi cha mình lấy để mai xào hoặc nấu cháo à. Lấm lấm hút, lấm hút, lấm hút. Thử đây, béo lắm á, bổ. Thì nó có cứt kia không á, có đèn cứt kia trong á. Biết rồi. Ủa mà đâu sao đâu, rồi, để xào, nguyên xào mà, luôn, mình xào chín luôn mà, mà. Ừ, chín mà, ăn luôn. Đâu sao đâu. Sao đâu. Rồi. Lấm, lấm, ông già chết chát. Để mai ngâm rượu các bạn ơi. Rồi, để mình đi lấy nhộng ra các bạn. Lấy cái tô đi đúng rồi. Bỏ vô cái thau mới nãy đó, thau nhỏ đó cũng được vậy. Đổ nước ra. Để xịn bát không nè. Giữa thì sạch. Rồi. Cái nước nữa, cái nước nữa. Đây. Cái này mà nha. Xào luôn á. Được, được được mà lấy hầu quẹt, lấy hầu quẹt đốt cái cháy cái lớp mặt vũ nó mà ra mau lắm. Xé ra cũng được nữa, xé ra từ từ cũng được nữa. Vũ ra, xé ra. Nè, nhật, xé ra nè nè, xé ra là lấy màu lắm. Không, thì làm gì để nguyên con mà, xào nấu cháo người ta để nguyên con đâu có gì đâu. Ăn nguyên luôn mà. Xé ra từ từ. Mấy con nào nhỏ bỏ đi. Lấy mấy con bự thôi. Con này nhỏ 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 nhá, con này còn nè. Ừ. Đi cầu cá. Ừ. Đây cầu cá. Bẻ ra lấy mấy con bự. Dính đất. Lấy ra rửa lại. Làm cái dập hết nữa. Rửa từ từ nè, đẹp nè. Thấy á, được mà lấy hầu quẹt. Đi nhật. Lấy hầu quẹt khò cái mặt nó vũ ra mau lắm. Để mình lấy hầu quẹt khò trên mặt cho dễ lấy ra các bạn. Thấy người ta làm cái lấy cái khò cho trái các bạn. Không được rồi. Nóng không đủ. Không đủ độ nóng mới cháy. Cái khò mới được. Thôi gỡ đi. Gỡ từ từ đi. Tắt đi, tắt đi. Rồi. Trọng có giá quay mượn. Quên. Cái đồ để điện thoại đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là nhộng già chết cháy để ngâm rượu, còn lấy nhộng để mai xào nấu cháo ăn. Rồi mình chắc mời câu cá. Con không. Ôi trời ơi, gì mà dữ vậy.
Sữa luôn nè. Ừ. Ừ. Mấy con lộng này nó cứng nè. Nó trời con nè. Nó đã tay hiểu ơi. Cảm giác nó đã tay lắm ơi. Ừ. Cảm giác nó đã tay lắm. Nó mập rồi. Lựa ra rồi bỏ vô tủ lạnh á. Bỏ vô hộp. Bỏ tủ lạnh này sáng này làm gì cho làm. Cái con đen này. Đen nó còn đen nó còn bình thường mà ăn được mà mềm quá đen mềm mà nó cũng cứng nó ăn bỏ bên đầu cái mình cái bụng đen mềm cái bụng này bị dập quá các bạn bị dập sữa phải cứ từ trên cao xuống mà bị dập quá nào ăn được thì nó ăn được thôi. Lúc ruột còn gì đâu ạ. À. Để nguyên luôn, nguyên con tao xào. Con ruột miệng, nó ăn ngồi cái cục mới nãy tôi hút ra cục chứ nào lúc ruột là còn gì đâu ạ. À. Tao xào để nguyên con luôn, xào nấu cháo nguyên con không à. Con mặt thì nó tát, còn ông này cũng mới ăn lúc ba cái thức bò không á. Đi lấy thức bò á, cho con ăn á. Ta cũng hút ruột hả chứ ai cũng hút. Thì mới nãy ta lấy ra một cục đó. Một cục cậu ké vậy đó. Thấy cục thì lì vậy đó. Thì lì luôn đó. Đó đó. Cái cục một cục là cục chín chứ không lẽ làm. Rút ra nó có dập đâu. Mấy con mà thấy cục thì lì đó. Thấy con cục thì lì đó mà để ăn thì dại đi rồi hết rồi hả trơn rồi nhỏ nhỏ ăn xíu à như câu. Mày rút hết trơn đầu á, rút gì nè. Nắm rút nắm rút. Vũ ra. Cái vũ ra. Thank you.
rồi thành cục cứng không. Cục cứt nó ra mấy con mà đang thì lì á, con nào cũng đang thì lì vậy. Mấy cái con này nè là nó không có không. Mấy con mà thành con muốn thành con nhộng rồi á, mấy con đó là nó không có ăn cứt chưa, nó cái con mấy con mà con này hả? Con sùng á, mấy con đó là không có nè, con này không có miếng đeo nữa. Chứ mà người ta xào ăn luôn, đâu sơ chế đâu, vô rửa và dài nước xong người ta xào ăn luôn. Làm sáng rửa lại đây, xả nước rửa sơ sơ bỏ vô gỗ. Giọng này giống như con sùng vậy á, chà bá mũ nù nó già rồi nè, con này cũng già nè. Nghe ổ này không bự, không bự nữa. Con này già nhập quá. Nó sắp già rồi nè. Đen đầu nè. Con này đen thui rồi, gần nở rồi nè. Con này bỏ với ăn uống gì. Con sẵn rồi. Nó già, nó muốn bỏ đi rồi đó, nó muốn ra rồi nè, cái ổ này không bự. Mấy con nó già quá rồi nha, có cánh rồi, nhắm gỗ được rồi. Ừ. Hôm qua cái ổ ngoài giờ chú Út chắc nhỏ hơn ổ này được chén này, cái này chắc nhiều hơn chút. Mày ông già không như đó hả? Mình ra cái gì có như nó sắp dài rồi. Để bự rất dữ lắm mà trời. Không bự đâu. Đây nè, nó chuẩn bị nó già rồi nè. Ba lớn về là hết lóc rồi. Từ từ con nó già rồi nè. Nè. Đúng quá thanh đi con. Dạ, nó già nó thành ông rồi nè. Đầu đang thui rồi nè. Còn sống nè. Cái nhộng con nhộng mà mày trắng tươi đó là người ta để nguyên luôn chứ đâu có rứt gì đâu trời. Đâu có rứt gì đâu, ăn xào ăn luôn mà. Đây nè, đây nè, cục cũng như mấy con mà già già, còn mấy con mà nó trắng tươi á. Ừ. Đây nè, mấy cái con mà cái đít đang thui nè là cục rứt nè. Mấy con nó là rứt, còn mấy con mà nó trắng tươi, nó như con nhộng đó thì đâu có rứt. Thấy nó biết rồi, nè, cục rứt nè. Nó cho ăn ba cái cứt bò không, bò không chứ không phải chơi đâu. Ông này nó ăn cứt bò chứ đâu phải ông mật đâu. Chứ nó ông mật thì để xào, còn cái này đồ quỷ này là nó ăn. Mà ông người vẽ là
thịt bò lên cho con nó ăn lên cho nó bự á. Cái ổn này là nó lấy phân bò không nè. Mấy con mẹ thành con nhộng á, là mấy con đó là nó nhộng sữa đúng không? Ừ, là mấy con đó nó không có cái nhóc mẹ nó chích từ nổi bị chết vậy chứ nó bự rồi nó mới chích được rồi. Ôi, ổ này mình đóng cũng lâu rồi về nè. Con dẻ này là nó lấy cái bọ không á. Nó gửi ông mà nó cũng quay nữa coi kìa. Mấy cái con mà nó trắng tươi nó thành con ong rồi á, là mấy con nó không có cứng. Quá trời mũi luôn rồi. Ra không về đó coi nha. Cái này nha. Nấu này nhanh hơn không? Không lấy ngàn đâu. À, vậy là lụm nè. Cũng nhiều các bạn ơi, chắc cả được 2 chén quá. Trời ơi, mũi quá trời chút máu luôn à. Rốt, giết mũi nó kìa. Gánh đèn chọi kìa, kìa gánh đèn. Mũi máu. Nhìn bên đây nè. Có gì đâu. Có nó quẩn rồi đó. Cái gì? Nè, có cái khò. Nhìn cũng cả chén còn. Con dữ rồi. Ừ. Vậy là không bự rồi, ổ này không bự rồi, con chuẩn bị cho già nhóc rồi. Con đen á. Chúng theo kìa. Đó. Chủ ra nhỉ. Thì nãy giờ con chủ kia đó.
cho nhân màu nè, cho nhân. Nói mấy con này gà nè. Ừ. Con nó đứng ngắt à. Thành con bự à. Gà ngắt quá. Con còn trắng trắng đấy, còn trắng trắng còn đỡ con đen thui rồi, còn vớt trong cái ổ giặt biết bao nhiêu. Hết rồi, còn mày đây cái này nhỏ rồi, còn con gỡ hai cái nữa. Nhìn chó ăn nào, đập đập đập. Cái gặp nó chưa này gặp nát chưa nó mềm quá này để sáng câu nhỏ nhỏ này để sáng câu hết sảy luôn. Đây, thành quả nhộng đã lấy thôi cái chân mũi nó đu lên không nhận lỗi quên thôi nhộng nhiều lắm chứ bọn chắc là chín mấy chắc mấy hai chén mấy hai chén nhộng dữ lắm quá yêu. Rồi xong. Ừ, còn mấy con. Nhỏ đây dập cũng nhiều các bạn. Này còn mấy con nhỏ nữa. Đây. Gì? Đó, bỏ lên nè. Ừ. Nhất luôn rồi. Còn sống nhưng mà còn nó chưa nó chưa biết cắn đâu. Con nó chưa biết cắn. Nó già nó hư. Đập đầu nó. Nè. Con này nó lụm mút luôn nè. Đốt đốt đốt. Nè cái hộp này. Ôi nó nè. Tiêu diệt. Không, quên. Rồi, nhộng đã lấy ra từ cái mấy cái dĩ của cái tổ ông vừa vẽ nha các bạn. Mỗi lần khủng khiếp luôn. Nhộng có nhộng non, nhộng non, nhộng già. Nhộng có ăn được, cần thứ nhiều. Ừ. Cần thứ gì? Nhộng già để mai mình mua rượu gốc về ngâm nha các bạn. Hôm nay nhộng non, mai mình sẽ xào hoặc là nấu cháo nước cốt dừa nha các bạn. Rồi. Xong rồi, đi cân, mình đi cân thử nha cả nhà. Để mình cân thử cái nhộng này được mấy trăm gram. Cái giá cân đâu rồi? Đem lại Nhật đổ cái đó qua cái gì nào vậy? Kiếm cái gì sẽ đổ ra. Lấy cái gì đựng. Này lấy cái này đựng đỡ cái gì đây.
hồi đó quay. Rồi để mình canh thử rồi trừ hao cái thao ra coi được bao nhiêu nha các bạn. Rồi nửa ký. Cái có cái thao luôn nửa ký để mình trừ ra coi được bao nhiêu. Lấy đầu sớt ra mới được, mới biết được. Tô, cái tô, kiếm cái tô. Hiểu vô trong nhà lấy cái tô coi nhỉ. Ra sữa luôn các bạn ơi, dập sữa rồi, lấm ít quá rồi. Cái này chắc 100 gram chứ gì, cái này nặng được bao nhiêu rồi, 150 gram luôn nha, chịu cái thao ra 150 gram luôn các bạn, còn này nhộn được 350 gram cũng bộ quá các bạn, nhộng trời ơi mình cân nghĩ gì nè, nửa ký phải rồi, trừ 150 còn 350 gram rồi. Đây là nhộng non nha các bạn, ok thôi rửa sơ sơ cho nó sạch ra nữa nè, đổ rồi gỗ đi. Cái gì? Gỗ kia rồi. Có gỗ đó, gỗ dưới này. Gỗ cái dưới, gỗ nè, gỗ dưới nè. Đi rồi. Sữa luôn quá trời các bạn, từ từ nhấp ít nước này. Ồ, nó dập sữa ra quá rồi. Ừ, bể rồi vừa thôi đấy ra nó đổ lại gỗ chất sữa làm gì, cứ cây đổ đây dơ nhá, ờ ba cái ấy nó bụi ba cái trong cái xác tổ ong đó, đổ ra đây. Cây sẽ ghi luôn cho tốt luôn các bạn. Ấy, xuống nữa, đổ ra nữa. Đổ ra nữa đi. Chữa lớp lần nữa. Con này bỏ luôn đi. Nó nát cấy luôn rồi. Rồi. Còn đúng rồi, còn cái xác lại đi. Rồi rửa nhọn cho nó sạch bớt các bạn. Xích ra. Rửa rồi. Bụi
gáo này. Cái gáo mình bỏ vô trong hộp để tủ lạnh nha, nha các bạn. Cái mai này, xào hành hoặc là nấu gáo nó cũng vừa. Gáo. Rồi. Đây là cái cái xác của cái mấy cái dĩ của cái tổ ông người dẻ mình đã lấy nhộng ra các bạn, được 4 tầng 4 dĩ. Ông này nó cũng nhỏ rồi các bạn ơi. Cho nó gáo rồi bỏ vô trong cái hộp. Rồi ok. Rửa máy nước nó cũng sạch rồi các bạn ơi. Để cho nó gáo nước mình bỏ vô hộp để tụi mình để mai mình nấu cháo hay là mình xào hành mình cũng được các bạn. Rồi ok. Rồi. Mình để gáo mình bỏ vô hộp nha các bạn. Còn đây là ông già đã bị chết cháy, lấy mai ngâm rượu luôn, ngâm rượu gốc để uống nó chị nhức mỏi gì đó các bạn. Rồi ok. Rồi. Xong. Các bạn, mình kết thúc video đi.